hoặc dùng bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa để làm lợi ích, hoặc dùng 37 pháp phần Bồ Đề để làm lợi ích, hoặc dùng tịnh lự vô lượng vô sắc để làm lợi ích, hoặc dùng giải thoát đẳng trì đẳng trí để làm lợi ích, hoặc dùng pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện để làm lợi ích, hoặc dùng các thiện pháp thù thắng khác để làm lợi ích, hoặc dùng thanh văn độc giác Bồ Tát và các Phật pháp khác để làm lợi ích. Đại Bồ Tát này dạo khắp mười phương thế giới, nếu thấy hữu tình nào nhiều bòn sẻn tham lam thì sanh tâm thương xót, thuyết pháp viên như vậy, hữu tình các ông phải tu bố thí. Người nào tham lam bòn sẻn sẽ chịu khổ vô cùng, vì nghèo túng nên không có oai đức, không thể làm lợi ích cho mình, vốn là làm lợi ích cho người khác. Vì vậy nên các ông phải luôn bố thí để an vui cho mình và cũng làm cho người khác được an vui. Đừng vì sự bần cùng mà sát hại lẫn nhau, đều không giải thoát khỏi khổ trong các đường. Nếu thấy hữu tình nào hủy phá tịnh giới thì sanh lòng thương xót, thuyết pháp khuyên như vậy, hữu tình các ông phải giữ gìn tịnh giới. Người nào phá giới chịu khổ nơi đường ác, người phá giới không có oai đức, không làm lợi ích cho mình, cũng là cho người khác. Nhân duyên phá giới đọa vào các đường ác, chịu khổ quả báo đau đớn, không thể chịu đựng nổi, không thể tự cứu mình, huống là cứu người khác. Vì vậy nên các ông phải giữ gìn tịnh giới, không nên chấp chứa tâm phá giới, dù chỉ một niệm, huống là lâu dài, chớ buông lung tâm ý, sau này phải ăn năn. Nếu thấy hữu tình nào sân giận với nhau, kết oán thù tổn hại nhau, Bồ Tát sanh tâm thương xót, thuyết pháp khuyên như vậy, hữu tình các ông phải tu an nhẫn, đừng sân giận với nhau, kết oán thì tổn hại nhau, tâm thủ hận như vậy chẳng thuận với thiện pháp, tăng trưởng ác pháp, hiện đời thọ lấy sự tổn hại, qua đời sau sẽ bị đọa vào đường ác, chịu khổ vô cùng, khó mong ra khỏi. Vì vậy nên các ông chẳng nên chấp chứa tâm thù hận, dù chỉ một niệm, huống là nối nhau lâu dài. Ngày nay các ông tuần tự duyên nhau, nên sanh lòng từ bi, làm việc lợi ích. Nếu thấy hữu tình nào giải đãi biếng nhác, sanh lòng thương xót, thuyết pháp viên như vậy, hữu tình các ông nên siêng năng tinh tấn, không nên đối với thiện pháp giải đãi biếng nhác. Những người biếng nhác đối với các thiện pháp và các thắng sự đều không thể thành công được. Do đây các ông đọa vào đường ác, chịu khổ vô biên. Vì vậy các ông chẳng nên chấp chứa tâm biếng nhác, dù chỉ một niệm, huống là nối nhau lâu dài. Nếu thấy hữu tình nào thất niệm tán loạn, tâm chẳng vắng lặng, sanh lòng thương xót, thuyết pháp khuyên như vậy, hữu tình các ông nên tu tịnh lự, không nên sanh tâm thất niệm tán loạn, tâm như vậy chẳng thuận với thiện pháp, tăng trưởng ác pháp, hiện đời thọ lấy sự tổn suy. Do nhân duyên này, sau khi thân hoại mạng chung, các ông phải đọa vào đường ác, chịu khổ vô biên. Vì vậy các ông chẳng nên chấp chứa tâm tương ưng với thất niệm tán loạn, dù chỉ một niệm, huống là nối nhau lâu dài. Nếu thấy hữu tình nào ngu si ác tuệ, sanh lòng thương xót, thuyết pháp khuyên như vậy, hữu tình các ông nên tu thắng tuệ, không nên sanh ác tuệ. Người nào sanh tâm ác tuệ đối với các cảnh giới thiện còn chẳng đến được, huống là giải thoát. Do nhân duyên ác tuệ này mà các ông phải đọa vào đường ác, chịu khổ vô biên. Vì vậy các ông chẳng nên chấp chứa tâm tương ưng với ngu si ác tuệ, dù chỉ một niệm, huống là nối nhau lâu dài. Nếu thấy hữu tình nào nhiều tham dục, sanh lòng thương xót, dùng phương tiện làm cho họ tu quán bất tịnh. Nếu thấy hữu tình nào nhiều sân giận, sanh lòng thương xót, dùng phương tiện khuyên họ tu quán từ bi. Nếu thấy hữu tình nào nhiều ngu si, sanh lòng thương xót, dùng phương tiện khuyên họ tu quán duyên khởi. Nếu thấy hữu tình nào nhiều kiêu mạn, sanh lòng thương xót, dùng phương tiện khuyên họ tu quán các giới. Nếu thấy hữu tình nào nhiều tầm tứ, sanh lòng thương xót, dùng phương tiện khuyên họ tu quán hơi thở. Nếu thấy hữu tình nào mất chánh đạo, sanh lòng thương xót, dùng phương tiện khuyên họ trở về với chánh đạo, đó là đạo Thanh Văn, đạo Độc Giác, đạo Bồ Tát, đạo Như Lai, dùng phương tiện thuyết pháp cho họ như vậy. Điều mà các ông chấp lấy tự tánh đều không, chẳng phải trong pháp không có chỗ chấp, dùng vô sở chấp làm không tướng. Như vậy, này thiện hiện,
các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, an trụ trong thần thông Ba La Mật Đa, mới có thể tự tại giảng thuyết chánh pháp, làm lợi ích an vui cho các loài hữu tình. Thiện hiện nên biết, nếu đại Bồ Tát nào xa lìa thần thông Ba La Mật Đa, thì không thể tự tại giảng thuyết chánh pháp cùng với các hữu tình, làm việc lợi ích an vui. Thiện hiện nên biết, cũng như chim không cánh không thể tự tại bay lượn giữa hư không hay bay đến tận nơi xa tận, các đại Bồ Tát cũng là như vậy, nếu không có thần thông Ba La Mật Đa thì không thể tự tại giảng thuyết chánh pháp cùng với các hữu tình, làm việc lợi ích an vui. Vì vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phát sanh thần thông Ba La Mật Đa. Nếu vị nào phát sanh thần thông Ba La Mật Đa, thì có thể tự tại giảng thuyết chánh pháp, tùy ý làm lợi ích an vui cho các loài hữu tình. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn người, xem hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, và xem các loài hữu tình sanh vào thế giới ấy. Quán rồi phát sanh thần cảnh trí thông, trải qua trong sát na, liền đến thế giới ấy, dùng tha tâm trí như thật biết rõ các tâm và tâm sở pháp của các hữu tình kia. Tùy theo chỗ thích ứng mà nói pháp cho họ, nghĩa là nói pháp bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc nói bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc nói bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc nói pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, hoặc nói tám giải thoát cho đến mười biến xứ, hoặc nói pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, hoặc nói pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, hoặc nói chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc nói thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc nói nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, hoặc nói các pháp theo duyên sanh ra, hoặc nói vô minh cho đến lão tử, hoặc nói các môn uẩn xứ giới, hoặc nói đạo thanh văn, hoặc nói đạo độc giác, hoặc nói đạo bồ tát, hoặc nói đạo bồ đề, hoặc nói niết bàn, làm cho các hữu tình kia nghe pháp này rồi đều được lợi ích an vui thù thắng. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này dùng thiên nhĩ thanh tịnh hơn người, có thể nghe tất cả tiếng người chẳng phải người. Do thiên nhĩ này nghe được sự thuyết pháp của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, nghe rồi thọ trì tư duy nghĩa lý tùy pháp đã nghe, có thể vì hữu tình mà như thật giảng thuyết, hoặc nói bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến, hoặc nói bồ đề, hoặc nói niết bàn, làm cho hữu tình kia nghe pháp này rồi đều được lợi ích an vui thù thắng. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này biết rõ tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình, tùy theo sự thích ứng mà nói pháp, hoặc là nói bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến, hoặc nói bồ đề, hoặc nói niết bàn, làm cho hữu tình kia nghe pháp này rồi đều được lợi ích an vui thù thắng. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này dùng tịnh túc trụ tùy niệm trí thông như thật nhớ rõ đời quá khứ của chư Phật và chúng đệ tử đều sai khác. Nếu các hữu tình nào ưa nghe các việc túc trụ đời quá khứ mà được lợi ích, nên vì giảng thuyết các việc túc trụ, nhân đó Bồ Tát dùng phương tiện vì họ mà nói chánh pháp, hoặc là nói bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến, hoặc nói bồ đề, hoặc nói niết bàn, làm cho hữu tình kia nghe pháp này rồi đều được lợi ích an vui thù thắng. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này dùng thần cảnh trí thông trong một sát na qua đến hằng hà xa thế giới của chư Phật khắp mười phương, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, trồng các thiện căn với chư Phật rồi trở về bổn quốc, vì các hữu tình mà nói những việc như ở cõi Phật kia. Nhân đó, Bồ Tát dùng phương tiện vì họ thuyết chánh pháp, nghĩa là nói bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến, hoặc nói bồ đề, hoặc nói niết bàn, làm cho hữu tình kia nghe pháp này rồi đều được lợi ích an vui thù thắng. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này dùng lậu tận trí thông, tùy chỗ chứng đắc, như thật biết rõ các lậu của hữu tình đã đoạn hay chưa đoạn, cũng như thật biết dùng phương tiện để đoạn trừ các lậu. Vì kẻ chưa đoạn mà giảng thuyết pháp yếu, nghĩa là nói bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến, hoặc nói bồ đề, hoặc nói niết bàn, làm cho hữu tình kia nghe pháp này rồi đều được lợi ích an vui thù thắng.
Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên phát sanh thần thông Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát này tu tập thần thông Ba La Mật Đa được viên mãn, nên tùy ý ưa thích, để thọ các loại thân, nhưng không bị các khổ vui tội lỗi làm ô nhiễm. Như hóa thân Phật, tuy có thể kiến tạo ra những sự nghiệp, nhưng không bị sự khổ vui tội lỗi ấy làm tạp nhiễm. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên dùng du hí thần thông Ba La Mật Đa. Nếu dùng du hí thần thông Ba La Mật Đa thì có thể thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát nào chẳng thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật thì nhất định không thể chứng được trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì tư lương bồ đề của các đại Bồ Tát này chưa viên mãn nên chắc chắn chẳng thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là tư lương bồ đề của các đại Bồ Tát? Làm thế nào các đại Bồ Tát viên mãn tư lương bồ đề để có thể chứng đắc trí nhất thiết trí? Phật dạy, này thiện hiện, tất cả thiện pháp đều là tư lương bồ đề của Bồ Tát. Các đại Bồ Tát nào viên mãn tư lương bồ đề như vậy mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí? Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tất cả thiện pháp là những gì? Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát, từ lúc mới phát tâm tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, ở trong pháp ấy không còn phân biệt chấp trước như suy nghĩ. Đây là pháp bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, do đây vì đây mà tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, ba sự phân biệt chấp trước đều không. Vì biết tất cả pháp tự tánh đều không, do đây pháp tu sáu pháp Ba La Mật Đa như bố thí vân vân có thể tự lợi, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình ra khỏi sanh tử, được vui niết bàn, nên nói là thiện pháp, cũng gọi là tư lương bồ đề của Bồ Tát, cũng gọi là đạo đại Bồ Tát. Vì chúng đại Bồ Tát ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại đều hành đạo này, nên đã, đang và sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng làm cho hữu tình đã, đang và sẽ đều thoát ra biển lớn sanh tử, được vui niết bàn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát, từ lúc mới phát tâm tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ vào chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ, tu các bậc đại Bồ Tát, tu pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, tu mười lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đối trong pháp ấy đều không phân biệt chấp trước như nghĩ. Đây là bốn tịnh lự, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, do đây vì đây mà tu bốn tịnh lự, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, ba sự phân biệt chấp trước đều không. Vì biết tất cả pháp tự tánh đều không, nên do đây tu bốn tịnh lự vân vân có thể tự lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình ra khỏi sanh tử, được vui niết bàn, nên nói là thiện pháp, cũng gọi là tư lương bồ đề của Bồ Tát, cũng gọi là đạo đại Bồ Tát. Chúng đại Bồ Tát ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại hành đạo này, nên đã, đang và sẽ được đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng làm cho hữu tình đã, đang và sẽ được thoát ra biển lớn sanh tử, được vui niết bàn. Thiện hiện nên biết, lại có vô lượng sự tu công đức của chúng Bồ Tát đều gọi là thiện pháp, cũng gọi là tư lương bồ đề của Bồ Tát, cũng gọi là đạo đại Bồ Tát. Các đại Bồ Tát nào chuyên tu các thiện pháp thù thắng cho được viên mãn hoàn toàn như thế, mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Chủ yếu là chứng đắc trí nhất thiết trí mới có thể tùy thuận chuyển pháp luân vi diệu, độ các hữu tình thoát khỏi khổ sanh tử, chứng đắc niết bàn, an vui rốt ráo. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các pháp này là pháp của Bồ Tát thì còn pháp nào gọi là pháp của Phật không? Phật dạy, này thiện hiện, pháp của Bồ Tát cũng gọi là pháp của Phật, bởi vì các Bồ Tát đối với tất cả pháp hiểu tất cả tướng, do đây sẽ chứng được trí nhất thiết tướng, đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí tương tục.
Còn chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với tất cả pháp chỉ một sát na tương ưng với bát nhã, liền hiện đẳng giác rồi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đó gọi là bồ tát khác với chư Phật. Như hai bậc thánh tuy đồng là thánh nhưng có sự khác biệt về hành tướng trụ quả pháp được thành tựu đều có khác nhau. Như vậy, này thiện hiện, nếu hành vô gián đạo, đối với tất cả pháp chưa lìa ám chướng, chưa đến bờ giác, chưa được tự tại, khi chưa đạt được quả thì gọi là Bồ Tát, còn nếu ở giải thoát đạo, hành tất cả pháp, đã lìa ám chướng, đã đến bờ giác, đã được tự tại, khi đã được quả thì mới gọi là Phật, đây gọi là Bồ Tát khác với chư Phật, do địa vị có khác, nhưng pháp không khác, nên không thể nói pháp tánh khác được. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp tự tướng đều không, thì trong không của tự tướng, làm sao có được các loại sai biệt, nói đây là địa ngục, cho đến đây là trời, đây là trùng tánh, nói rộng cho đến đây là Như Lai. Như vậy đã nói con người bất khả đắc, thì sự tạo nghiệp của họ cũng bất khả đắc. Như sự tạo nghiệp đã bất khả đắc, quả dị thục kia cũng bất khả đắc, thì làm sao có được các loại sai biệt. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, tất cả pháp tự tướng đều không, trong tự tướng không đó, loài người đã vô sở hữu, thì nghiệp quả dị thục cũng vô sở hữu, trong vô sở hữu không có tướng sai biệt, nhưng các hữu tình đối với tất cả pháp lý của tự tướng không chẳng thể biết hết được, nên tạo ra các nghiệp hoặc thiện hoặc ác, hoặc là vô lậu do nơi nghiệp thiện, tạo ra được tăng trưởng nên sanh trong cõi trời người, do nơi ác nghiệp tạo ra càng tăng trưởng nên đọa vào ba đường ác. Ở trong nghiệp thiện do nơi định nghiệp tạo ra tăng trưởng nên được sanh vào cõi sắc hoặc cõi vô sắc, do vô lậu nghiệp ra hạnh căn bản có các chủng tánh hiển thánh sai khác. Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát tu hành Bồ Thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến tu hành trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên các Phật Pháp khác, đại Bồ Tát này đối với Pháp Phần Bồ Đề đã nói đây không gián đoạn, không khuyết, tu hành làm cho viên mãn. Đã viên mãn rồi liền có thể phát sanh định kim cương dụ, cần tiến đến Bồ Đề chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và làm lợi ích lớn cho các hữu tình thường không hoại diệt. Vì không hoại diệt nên làm cho các hữu tình giải thoát sanh tử, chứng đắc thanh tịnh niết bàn thường lạc. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngài đã chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rồi, có còn bị các pháp sanh tử đưa đến các cảnh giới không? Phật đáp, không có. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngài đã chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rồi, có bị hắc nghiệp, bạch nghiệp, hắc bạch nghiệp, chẳng phải hắc bạch nghiệp không? Phật đáp, không có. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu ngài chẳng bị các cảnh giới sanh tử và nghiệp khác nhau, thì làm sao nói đây là địa ngục cho đến trời người, đây là trùng tánh cho đến phận vị khác nhau của Như Lai? Phật hỏi thiện hiện, các loại hữu tình có biết tự tướng của các pháp là không chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng biết. Phật dạy, này thiện hiện, nếu các hữu tình tự biết tự tướng của các pháp là không, thì các đại Bồ Tát đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng nên cầu chứng đắc, dùng phương tiện thiện xảo độ các hữu tình thoát khỏi đường ác sanh tử. Vì các hữu tình chẳng biết tự tướng các pháp là không, nên luân hồi trong các nẻo chịu khổ vô cùng. Vì vậy nên Bồ Tát đã nghe chư Phật thuyết tất cả pháp tự tướng là không rồi, vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình nên cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng phương tiện thiện xảo độ các hữu tình thoát khỏi đường ác sanh tử. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát này thường nghĩ, chẳng phải tất cả pháp thật có tự tướng như các phàm phu ngu muội đã chấp, nhưng vì do sức phân biệt điên đảo nên trong ấy chẳng phải thật có, mà vọng tưởng là thật có. Nghĩa là trong vô ngã, vọng tưởng là có ngã, nói rộng cho đến trong không có người thấy, vọng tưởng là có người thấy. Lại trong không có sắc, vọng tưởng có sắc, trong không có thọ tưởng hành thức, vọng tưởng có thọ tưởng hành thức. Nói rộng cho đến trong không vô vi, vọng tưởng vô vi. Vì sức phân biệt điên đảo như vậy, nên trong chẳng phải thật có vọng tưởng thật có, hư dối chấp trước, đảo loạn nơi tâm, tạo nghiệp thiện hay bất thiện, nơi thân khẩu ý, không thể giải thoát được đường ác sanh tử, ta phải cứu độ giúp cho họ được giải thoát.
Đại Bồ Tát này nghĩ như vậy rồi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng các thiện pháp tóm thâu vào trong ấy, tùy thuận tu hành các hạnh Bồ Tát, tuần tự viên mãn Tư Lương Bồ Đề. Tư Lương Bồ Đề đã được viên mãn, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bồ Đề viên mãn rồi, vì các hữu tình mà giảng thuyết khai thị phân biệt, thành lập nghĩa bốn thánh đế, nói đây là thánh đế khổ, đây là thánh đế khổ tập, đây là thánh đế khổ diệt, đây là con đường đưa đến thánh đế khổ diệt. Lại dùng tất cả pháp phần Bồ Đề tóm thâu vào trong bốn thánh đế như vậy, rồi nương vào tất cả pháp phần Bồ Đề, thành lập tạo dựng Phật Pháp Tăng Bảo. Nhờ Tam Bảo này có mặt ở thế gian nên các loài hữu tình giải thoát sanh tử. Các hữu tình nào không chịu quy tín Phật Pháp Tăng Bảo, tạo ra các nghiệp thì phải luân hồi các nẻo chịu khổ vô cùng. Vì vậy nên phải quy y Phật Pháp Tăng Bảo, cần cầu lợi ích an vui cho mình và người. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhờ thánh đế khổ tập diệt đạo mà các loài hữu tình chứng nhập Niết Bàn, hay vì nhờ thánh trí khổ tập diệt đạo mà các loài hữu tình chứng nhập Niết Bàn? Phật dạy: Này thiện hiện, chẳng phải nhờ thánh đế khổ tập diệt đạo mà các loài hữu tình chứng nhập Niết Bàn, cũng chẳng phải nhờ thánh trí khổ tập diệt đạo mà các loài hữu tình chứng nhập Niết Bàn. Này thiện hiện, ta nói tánh bình đẳng của bốn thánh đế tức là Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn chẳng phải nhờ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng chẳng nhờ thánh trí khổ tập diệt đạo, chỉ nhờ chứng tánh bình đẳng của Bát Nhã Ba La Mật Đa nên gọi là chứng nhập Niết Bàn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tánh bình đẳng của bốn thánh đế là thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu ở nơi mà không có khổ tập diệt đạo đế, không có khổ tập diệt đạo trí, thì gọi là tánh bình đẳng của bốn thánh đế. Tánh bình đẳng này tức là bốn thánh đế là cảnh giới chân như, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Như Lai dù ra đời hoặc chẳng ra đời, thì tánh tướng vẫn thường trụ không hoại diệt, không biến đổi, như vậy gọi là tánh bình đẳng của bốn thánh đế. Các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì muốn hiểu rõ tánh bình đẳng của bốn thánh đế đây, nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu có thể hiểu rõ tánh bình đẳng của bốn thánh đế này, thì gọi là hiểu biết hoàn toàn tất cả thánh đế, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Vì muốn hiểu rõ tánh bình đẳng của bốn thánh đế này nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu có thể hiểu rõ tánh bình đẳng của bốn thánh đế này thì gọi là chân hiểu biết hoàn toàn tất cả thánh đế, không rơi vào địa vị thanh văn độc giác thẳng đến chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không đối với tất cả pháp, không có chút pháp nào là không thấy như thật. Khi đối với tất cả pháp thấy như thật đều vô sở đắc. Khi đối với tất cả pháp vô sở đắc thì thấy như thật tất cả pháp đều không, nghĩa là thấy như thật các pháp thuộc về tứ đế hoặc không thuộc về tứ đế. Khi thấy như vậy có thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, vì có thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát nên mới trụ trong địa vị trùng tánh của Bồ Tát. Đã trụ trong địa vị trùng tánh của Bồ Tát thì có thể quyết định chẳng bị đọa lạc. Nếu có bị đọa lạc thì rơi vào địa vị thanh văn độc giác. Đại Bồ Tát này an trụ trong địa vị trùng tánh của Bồ Tát, phát sanh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đại Bồ Tát này an trụ địa vị Samatha như vậy, liền có thể quyết tâm chọn tất cả pháp tánh và tùy theo đó mà giác ngộ được bốn thánh đế. Bấy giờ Bồ Tát tuy đã biết rõ các khổ nhưng không khởi tâm duyên theo khổ, tuy đoạn trừ vĩnh viễn tập nhưng không khởi tâm duyên theo tập, tuy có thể chứng diệt nhưng không khởi tâm duyên theo diệt, tuy có thể tu đạo nhưng không khởi tâm duyên theo đạo, chỉ khởi tâm tùy thuận hướng đến Bồ Đề như thật biết rõ tướng của các pháp. Hết quyển thứ 536.